Đẹp chưa quý vị? Mấy hôm nay bầu trời u ám. Có hôm nay là trăng 13 tại Mỹ. Bắt đầu được sáng. Ôi, cảnh vật thật là đẹp. Một mình dưới ngọn trăng khuya. Trăng 13 đó. Trăng ơi, trăng bao nhiêu tuổi mà gọi là trăng non. Một mình đứng ngọn trăng khuya. Đẹp không? Quý vị cùng tôi lên lầu nghe. Lên lầu ngắm trăng. Ngẩng đầu ngắm trăng sáng. Cúi đầu nhớ cố hương. Đặt thơ đi cô Dương. Trăng 13 đó. Ngày mai 14 lại âm. Không có được nha. Sáng thì đâu, tại vì ngày mai là báo có mưa. Trăng 13 đó. Một mình, lại một mình. Cho nên làm bạn với trăng. Trăng ơi trăng. Trăng ơi trăng. Mới có hơn 10 giờ hè. Bữa nay làm cả ngày mệt quá. Ngủ chưa có được. Mới ra ngoài dọn dẹp, mai có khách. Mới nhìn thấy ánh trăng đẹp quá. Lên lầu ngắm trăng. Đó, thấy chưa? Mấy hôm nay thì trời mưa cho nên không có được thấy trăng. Thấy có gì thấy xung quanh tôi không? Yên tĩnh dễ sợ luôn. Yên bình, yên tĩnh dễ sợ. Cảm ơn Phật trời đã cho con ở bên đó yên bình dễ sợ. Đó. Các cái thách chứ còn chưa ra thấy ở nữa nè. Cái mình dễ sợ. Bức tranh này á, nó dí như tôi vậy nè. Một mình nè. Tôi thấy bức tranh này cái tôi lộn mới nghe, phải không?
là giống như mình vậy đó, một mình chịu đựng trước cảnh phong ba bão táp, mà một cành trơ thế, một cành trơ giống như mình, tự nhiên nó hợp với hoàn cảnh mình lượm về vậy mà quý vô ngàn đã ngang. Bây giờ mà bức tranh này ai mua 100 đô không bán đâu đó, nghe không? Cái này à, giờ không có con trâu thì mình vẫn con ngựa, thấy không? Giống như là thứ nhất là giống như là khi mà Bạch Mã chở kinh Tứ Thập Nhị Chương qua bên Đông Độ, thứ hai là mình là chăn trâu, thì không có trâu thì ngựa, ngựa mã giống nhau mà. Đây là tướng tinh của tôi đó. Thấy chưa, thấy tướng tinh tôi giữ chưa, ai đụng tới là quấn liền đó, quấn liền đó. Tướng tinh của tôi đó, ai ngon đụng tới đi là quấn liền đó, chim cú là có tha đâu nghe, thấy hai cặp mắt dữ không, đó là tướng tinh của thầy tài đó. Không đi lạc cái đâu đó, đi lạc chỉ tướng tinh đó. À, đây là Đức Bổn Sư. Đức Bổn Sư đó, thấy tên khác chưa, ai có Phật tử nào muốn tịnh dưỡng qua đây ở tu tịnh dưỡng, tới giờ tôi đưa cơm cho ăn, tiêu tiểu đi xuống bậc thang ấy có liền à. Các cái chưa cả ở đó, vì ở dưới thờ phượng này giống như mình tâm lý mà, giống như mình chỗ mình thờ chỗ ông bà không có ai ở dưới hương khói thì phải ở nhà dưới, chứ các cái chưa có lực lên nhà trên mà ở đêm nào đâu. Các mà chưa được lên ở đêm nào hết trơn á. Nghe 13 rồi. Làm việc cả ngày luôn. Biệt lạc Bồ Đề, sương mạng thiên. Quên rồi, tự nhiên bốn câu gì? Nguyệt lạc Bồ Đề, sương mạng thiên, vì đối sầu miên, hàng sơn tự. Là cuối cùng gọi là đảo khách trung thân, đảo khách dễ gì thiền đó. À, cái đầu giờ nó muốn quên ngang rồi, quên rồi đó. Cái gì biết cô? Nguyệt lạc ô đề, sương mạng thiên. Vì ngư phụ, ngư ông gì, ngư phụ, ngư, đã đấu sầu miên đó. Như hàng sơn tự, bán dạ trung thân đáo khách tử. Rồi đi quên rồi. Muốn quên giờ tức quá, muốn quên đã quên ngang vậy à. Trời ơi, làm sao mà cho cái đầu nhớ không quên đây ta. Nguyệt lạc ô đề, thôi thì thua rồi. Em muốn quên mình ngang cái bài mà Nguyệt lạc ô đề đó. Con nhà chúng sinh đau khách thì quên rồi. À, quên rồi, không cần nói gì nữa, đi nữa ha. Quên rồi, không cần nói gì hết, đó. Đi nữa. Dạ, chào cô Phượng. Tối nay đi quậy nè,
Đó, rồi đi xuống, nó cách cái phòng mà chúng ta ở đâu. Ra ngắm trăng tiếp. Mát quá. Đêm nay mà khí hậu vẫn còn mát đó quý vị. Y như Đà Lạt vậy đó. Mùa này mà nó vẫn vậy mà làm sao? Là có đề. Thấy không? Bà thấy không? Thấy phải thấy cảnh ông thầy thử tình không? Tự thiện thấy không con trai? Thầy tự thấy chưa? Thầy nếu mấy con qua bên đây, mấy đứa trẻ bên đây coi là tối thì ở trên cao nè là thưởng thức trăng. Con mình sư phụ bây giờ xuống. Buổi tối lên cao đi té bài hai. Thế nên nhiếp ảnh về phim nhưng phải vậy nè. Ăn rửa té có người hai. Chứ đây rồi. Chứ đây đi xuống một sang té bài hai. Cho nên là quay phim là cũng là cái hay đó. Đặng cho biết là có, tư, có súng nó tới nơi chưa thấy không. Nên là té bài hai. Rau răm nè, thấy dễ thương không? Ngày mai có khách tới thăm, cho nên ngày nay tôi có bánh tét, tôi có canh, tôi mà bánh tét thấy hấp xong rồi nè, thấy chưa, thấy bánh tét nó không quý vị. Đó, ngày nay mặn mò suốt cả ngày đó, bây giờ mới xong đó, vừa vớt ra nè, đẹp không? Có thật tài có bánh tét đẹp không? Nấu nồi nước đặng mai nấu canh chua nè. Thấy không? Nấu nước ngọt có canh chua cho nó ngon. Lá ly đâu rồi, thấy không? Lá một mình vậy đó, cái gì không? Vừa trong vừa ngoài. Có tivi và có đài đào bạc đâu trời. Có thời giờ đâu mà xem. Đóng cửa hết rồi lên nhà trên. Giờ tôi đóng cửa hết đi nha. Rồi đi lên nhà trên ra phía trước ngắm trăng. Đúng chưa? Một mình thanh nhàn. Thanh nhàn. Thanh nhàn là than nhành đó. Vừa than vừa thở như nhành cây. Đó, giờ ra phía trước ngắm trăng ngang. Bài Phong Kiều Dạ Bạc đúng rồi đó. Đó. Thôi, Phật đản năm nay cũng như mỗi năm vậy thôi. Tôi cũng không có làm chi. Chỉ cũng là ngày rằm, ngày ngọt thì bông qua vậy thôi. Tổ sư ơi, con kính lễ tổ sư. Bây giờ mời đi ra phía trước. Phía trước ngắm trăng. Cách lắm. Phải có thiên vị tu sĩ nào hoặc tu sĩ mà có cái tấm lòng chân Phật, tấm lòng vì đạo á, tối mà ngồi đàm đạo thì sướng biết bao nhiêu. Vì thế tối sớm không im rơ à. Đi tới đâu mà đèn sáng tới đó. Cái thứ đâu là đèn sáng tới đó. Có camera nào đầy đủ cái gì thấy không? Kiến vô không lọt. Mỹ là đầy đủ phương tiện vậy đó. Đó nè, xung quanh nhà nè. Buổi tối đẹp không?
Hạ tối mà một cái nhà sáng á, là các nhà đều sáng hết rồi đó. Nó sớm tôi dặn với nhau vậy đó, thấy không? Tôi vừa ra sáng thì cái bên đây đèn các bạn, nhà này bật sáng liền, thấy không? Đó. Nên không ăn trộm, cắp thì vô đi lọt hết trơn. Thấy đẹp không? Cái mái lá xinh xinh, giờ không mái lá nhưng mà mấy nhà gỗ, cái nhà tranh rách lá xinh xinh. Thanh nhàn không quý vị? Mong các Phật tử nào mà còn khả năng đi lại được, có sức khỏe thì cứ qua đây ở tịnh tu. Tôi sẵn sàng. Đúng rồi, camera thì phụ gắn thì nói chứ trên đời này thì mình không phải là sợ gì, nhưng mà mình rõ ràng Mỹ mà gắn camera nên nó ai vô là à, cái giờ buổi tối thì quý vị Phật tử bên Việt Nam họ dòm camera ở bển á, còn buổi ban ngày thì không có lo, ban ngày thì sư phụ dòm, còn buổi tối thì có các Phật tử bên Việt Nam 2-3 Phật tử canh nhau dòm coi có ai làm sao. Cũng là cũng có phước, cũng còn người thương người lo, nên tối thì sư phụ nằm ngủ yên tâm lắm thời thiện. Mà bây giờ nói vậy thôi chứ bắt đầu cái tuổi giờ nó cà giật rồi quý vị ơi, thấy không? Tối Bồ Tát Quán Âm thấy dễ thương không, dễ quý kính không? Thôi nghèo giàu gì cũng có túp liều tranh một trái tim vàng. Tự hào chứ bộ ạ. Bao nhiêu năm khốn khó, lên bờ xuống ruộng rồi. Trăng đâu rồi trăng? Tại thiện thấy sư phụ trồng tre trước nhà cũng thích lắm. Để mà giống như cái rừng trúc vậy đó, hay không? Dạ, cảm ơn cô Vũ Hồng. Tuy rằng ông tranh không lớn lao chi, nhưng mà cố gắng làm sao mà gọi là cái gì đó, à, đạo không nghèo quá cô à. Tôi nguyện vậy đó. Mình nghèo có thể mình mặc áo rách, mình có thể ăn cơm hẩm, mình có thể thiếu tô khéo người vật chất, nhưng mà đạo không nghèo. Đạo sao vốn không nghèo. Đó, thấy không? Tre năm nay nó lên, thấy không? Đó. Sang năm nữa cái nó đầy hết, nó bít hết rồi, cái hàng ba này luôn. Mà làm cỏ thấy mồ phải chứ. Đẹp quá. Tự mình thấy của mình đẹp là mình hạnh phúc rồi nha. Nè, có hoa hồng mà nở không? Chỗ nào cũng hoa nở xinh tươi. Ha, tụi con ha. Tụi con nở là tại vì sư phụ cưng, sư phụ tưới nước cho tụi con. Sư phụ lúc nào cũng cưng con hết trơn, nghe không? Mùa hè sư phụ tưới đã đành rồi, mà mùa đông sư phụ cũng tưới cho con nữa, thấy không? Cho nên giờ con mới nở đó sư phụ, thấy không? Nè, con mới nở đẹp thế này nè sư phụ. Cái gì vậy, mình săn sóc nó nở. Nè, thấy không? Hoa hồng. Thấy không? Nhờ sư phụ cho con uống nước vào mùa đông á, cho nên vừa ấm lên là con nở liền hết con. Vừa ấm lên là con nở liền. Trời ơi, cái sớm tôi nó yên tĩnh làm sao. Trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua những cuộc bể dâu, những điều trông thấy
mà đau đớn lòng. Lá kỳ bị sắc tư phong, trời cao quen thôi má hồng đánh ghen. Nè, cái táo tôi năm nay chắc thế nào trái cũng nhiều lắm. Táo tàu nè, tốt quá trời luôn mà. Mùa nào cũng tưới nước cho nó trơn, săn sóc nó. Mấy nay trời mưa, bắt đầu nay ấm rồi là rau nó lên vù vù cho quý vị coi nghe. Tức quá đi, tức quá nó chết hết một đợt rồi. Nó lạnh nó chết hết một đợt rồi. Ồ, mới ấm mà sen tụi con lên nè sư phụ ơi. Mới ấm mà bắt đầu sen lên quá trời. Ồ, năm nay hồ sen là chắc đầy hết trơn á. Mới vừa ấm hai bữa, hơi ấm thôi nha. Bữa nay nó cũng còn lạnh á. Giờ này mà giống như Đà Lạt rồi đó, thấy không? Nhưng mà đừng có dưới âm độ là được rồi. Yêu cầu 9-10 độ như Đà Lạt là nó lên nổi mà lên chậm thôi. Nguyện cầu Bồ Tát Quán Âm che chở cho những ai hữu duyên, tấm lòng trong sạch, thương người, có lòng tốt, được vượt qua bao chướng nạn. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Tinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Âm Bồ Tát. Nè, rau là thấy heo không? Rau lên quá trời lên, lên ngục luôn. Rau mà cái thằng mình rau giúp cá chứ rau gì đây quên rồi, húng lũi húng cây rồi đó. Thôi hồi nó lên mịt trời mịt đất hết trơn. Đã thấy không, thấy heo không? Mít trời mít đất. Ai cũng hỏi tôi chứ tôi đi tìm hoa hồng ở đâu, tôi đâu có tìm. Tôi ra tôi thấy là tôi mua về tôi trồng thôi, mà hoa hồng mà nó lớn vậy nè. Hoa màu hồng luôn nè, thấy ở màu gì màu vàng. Nhìn thấy không, đại đó luôn á. Chứ đâu có tìm đâu đâu. Ra gặp rồi mua thôi, là cái duyên thôi. Nhà Phật tử nữa mua đâu mà hoa hồng gì mà lớn dữ vậy. Tôi thì không có thích hoa, nhưng mà cũng không thích mà cũng không ghét. Cho nên như vậy mà nó cũng có cảm tình. Tôi thì không có mến mộ trồng hoa, nhưng mà thôi mua hồng về trồng rồi đó. Trồng làm hàng rào luôn. Hồng này mới được. Nó vừa bước chân tới thiều là đè nó trái rồi nha. Đó. Đó, trái liền. Vừa bước chân tới đè trái liền. Hôm sáng tôi thấy ông già hay ngồi để đàm đạo. Nông lá. Mấy cô bên Việt Nam mua nón lá bự hơn, nó hơi nhỏ. Để đẹp không, đẹp không mọi người. Đã thôi, mình bằng lòng với cái phước của mình bao nhiêu đây được rồi. Mô Phật ạ, đừng tham hố gì hết thì không phật mộ. Tham dục nhiều lũy khổ thêm nhiều,
dạt cái vào sanh tử bao nhiêu, cũng vì tham dục có mỗi điều gây nên. Muốn sống đời bình yên tự tại, hãy mở lòng quảng đại vô vi. Thứ ba, hằng nhớ ghi tâm trí, lòng tham cầu như ý khó vừa, chất chồng tội ác ngàn xưa, cũng vì không chán không chừa cầu mong. Nguồn tội ác bởi lòng gợn sóng, nghiệp quán gia như bóng theo hình. Suy đi nghĩ lại cho rành, lần lần thoát khỏi tử sanh luân hồi. Đệ tử hôm nay gặp ngài khánh đản một giả chi thành, cúi đầu đảnh lễ mười phương tam thế cùng thánh hiền tăng. Đệ tử bởi thiếu duyên lành, thải điều xa đỏ gì quên rồi, tham sân chấp ngã quên hẳn đường về, tình ái si mê tù trong lục đạo, trăm dây phiền não nghiệp báo không cùng. Nay nhờ Phật tổ năng nhân vũ lòng lưng mặn, không nợ sinh linh thiếu phước, nặng kiếp luân hồi đêm dài tâm tối, tuy tuệ chiếu soi nguyện cứu muôn loài, pháp dùng phương tiện ta bà thị hiện, thích chủng thọ sanh thánh ma gia mộng ứng điềm lành, vua tịnh phạn phước sanh con thảo, 32 tương hảo vừa 29 tuổi xuân, lòng từ ái cực thuần, chi sức trần quá mạnh, ngai vàng quyết tránh tìm lối xuất gia, 6 năm khổ hạnh rừng già, 7 tháng nghiêm tinh thiền tọa, trong thành đạo quả hàng phục ma binh, 3 cõi đều dậy tiếng hoan nghênh, muôn Phật thải nhờ ơn tế độ. Chúng con nguyện dứt bỏ nghiệp trần kiên cố, học đòi đức tánh quang minh, cuối sinh Phật tổ giám thành, từ bi gia hộ. Hồi xưa cái bài là vừa 19 tuổi xuân, là tại vì theo bên Tàu thì Đức Phật xuất gia năm 19 tuổi, nhưng mà thật chất thì khảo cổ lịch sử đàng hoàng thì Đức Phật xuất gia năm 29 tuổi, 6 năm tu khổ hạnh, cho tới năm 35 tuổi là thành đạo, và 45 năm thuyết pháp, thành ra 80 tuổi là nhập Niết Bàn. Đó là con người thật của lịch sử, quý vị nhớ vậy. Cho nên có những cái đây là mấy cái bài sám. Bài sám thì mình có quyền mình sửa tới sửa lui cho nó hợp thời thế. Cái ngày xưa thì tác giả đặt đó là vừa 19 tuổi xuân à, nhưng bây giờ
mình đọc vậy thì nghe nghe nó lịch sử nó chưa trúng, cho nên giờ khảo cổ khoa học ta khám phá ra, ta nghiên cứu đàng hoàng và thống nhất giữa các cái giáo phái đàng hoàng. Đức Phật xuất gia năm 29 tuổi, 6 năm tu hành khổ hạnh, 7 thất tọa thiền để mà thành đạo với cội Bồ Đề. Để thôi các vị đừng nói sao mà có 19 là nay thầy thêm vô thầy sửa chứ không phải. Tôi làm gì tôi cũng lấy trong đó đó, chứ không có dám sửa đâu. Nhưng mà cái này là sám, cái bài sám khánh đản. Ngã kim quang mọc chữ Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, ngũ trược chúng sanh lĩnh ly câu, đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân, tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ giang bất tằng diệt, bất sanh bất diệt lão cừu đàm, ngã trung kháng nhãn trung kháng kiến trùng thiêm tiết, kim tiêu chánh kim triêu chánh thị tư ngoạc bát, tịnh phạn vương cung sanh tất đạt, cửu long phung thủy thiên ngoạc lai, bổn túc liên hoa tùng địa phát, án mô ni mô ni tam mô ni ta phà hà, án mô ni tam mô ni ta phà hà, án mô ni tam mô ni ta phà hà. Đó là bài kệ tấm Phật. Chí tâm định lễ Nam Mô Lâm Tỳ Ni Viên Vũ Thọ Hạ Thị Hiện Đảng Sanh Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi, gần mắt nó sụp rồi đó. Mắt nó sụp mấy rồi. Vô ngồi thì cái ngủ à, sụp mí rồi, khát ngay rồi, mắt sụp mí rồi. Mắt sụp mí rồi, Đức Phật ơi. Ngồi tĩnh tâm chút rồi ngủ.